Vâng, các bạn thấy là cái bể nước này khách hàng đã bơm đầy căng nước rồi để thử nước. Đấy, chiếc bể đã được hạ xuống cái bể xây như này. Các khe hở là chưa được chèn cát nhé các bạn. Chưa chèn vẫn để hở các khe hở này. Thì Yến Xuân Hà có tư vấn cho khách hàng là khi hạ bể xuống thì chúng ta bơm nước vào đầy bể luôn. Đấy, bể này đã được bơm nước đầy rồi. Đấy các bạn này. Đấy, đầy tận miệng lắp luôn. Cái bể này của nó chiều dài báo lại chiều dài của nó là 1m8. Chiều dài 1m8. Chiều rộng là 1m2 và chiều cao 1m53. Thì cái này cái dung tích thật của nó là dung tích thực là 3 khối rưỡi, 3.500 lít. Đấy, đối với bể 3.500 lít, bể inox 34 này thì khi các bạn bơm nước vào đầy căng bể đến tận miệng này này, là trong bể nó đang chịu tải trọng là 3 tấn rưỡi. Đối với cái bể mà inox vuông như này, nếu như mà kết cấu không vững chắc, không đảm bảo chất lượng thì nó khi bơm căng nước này này, nó sẽ bị phồng ra. Và khi các bạn hút nước lên tét, hút lên tét sử dụng, khi trong bể bị vơi, nó lại bị co vào. Đấy, nó bị co vào và như thế nó nhiều liên tục như thế rồi nó sẽ bị biến dạng cái bể. Nặng hơn nữa nó sẽ bị co móp, vỡ mối hàn kết cấu của cái bể. Nó sẽ làm gây ra hỏng bể ngầm của các bạn. Đây là cái chiếc bể ngầm mà Xuân Hà làm rất là chất lượng để cung cấp cho khách hàng. Bể 100% bằng inox 304 nhập khẩu POSCO của Thái Lan. Vâng thưa các bạn, hôm nay Yến Xuân Hà giao cho khách hàng một chiếc bể nước vuông inox 304. Như ở đây chúng tôi giao hàng là cân tại hiện trường khi giao hàng. Cái này là một bên là 60 cân, bên là 71 cân. Tổng trọng lượng của cái bể này là 131 cân. Ok, cảm bẩm lại các bạn này. Chiều dài của bể cái bể này được chiều dài được bẻ góc các bạn. Đây là bể góc, chỉ hàn một đầu thôi. Đây ạ. Góc này bể góc này. Góc này bể góc này. Các bạn tức là đây là cái inox cuộn chiều dài bất kỳ các bạn. Inox cuộn chiều dài bất kỳ trong những cái góc này. Cho máy ép bể thành góc này, chỉ hàn một góc thôi ạ. Đây, cái này. Góc này nó cũng bể góc này. Ba góc bể góc. Đây hàn đây, có góc này hàn thôi. Cái góc này là hàn, chúng tôi hàn tích bằng khí argon để cho rất chất lượng. Cả cái bể này theo chiều dài bất kỳ, chiều dài bất kỳ. Đây là chiếc bể này có khối lượng, có chiều dài kích thước theo bể khách hàng đặt hàng là dài 1m8, rộng 1m2 và cao 1m3. Cái bể có khối lượng là 3 khối rưỡi nước inox 34 dày 1 ly và tổng trọng lượng cân giao hàng là 131 cân. Cái này giá thời điểm hiện tại, giá inox thời điểm hiện tại là 125.000 một cân. Ok, đi anh em đi xuống, cho xuống đi. 125 ạ, 125.000 một cân. Rồi, 30 cân. Kéo nha. Đi thế nào đằng sau chả nhìn được gì đâu. Nào. Thank you.
đấy, tật ra. Tật nữa đi, tật nữa đi. Rồi, rồi. Cái đấy có à, có ai mình rút cây chưa? Để nhờ ai rút cây đi. Bảo bác gì đấy? Anh ơi, giờ em chỉ còn em lâm như trong nhờ anh rút cái cây này nhanh nào. Đây rồi, có cây rút rồi. À, bố đi em đang gặp. Bố em lâm nhá, được chưa? 1, 2, 3, bắt lên. Rút rút tay cho em vậy. Rút đi nhất, rút hẳn ra. Rồi, hạ một từ nhá. Anh bên anh hạ đi. Rồi ơi. Rồi. Rồi, rút ra đây một tí. Rút ra đây một tí. Rồi, em đứng cháy ra ngay từ đây. Yeah. À, đẹp chưa? Cái thêm gì? À. Ôi được, cái này dùng cây bán tỉnh rồi. Ok. Đây, anh ạ. À. Đây các bạn, đây là cái bồn nước đã vừa được hạ xuống bể rồi. Đây là... À, đây là bể inox của chúng ta, là có chiều dài 1m8. Rộng 1m2, cao 1m3, có khối lượng là 3.500 lít. 3.500 lít vừa được hạ xuống thì các bạn thấy này. Ban đầu khách hàng làm định là chứa nước trực tiếp vào cái bể xây này. Cái bể xây này khách hàng đã làm rất là cẩn thận, là ốp cả gạch men luôn để đựng nước vào đây. Tuy nhiên đối với những nhà mà ở mặt đường như này này, lượng xe ô tô, xe tải trọng lớn, xe hàng đi rất là nhiều, nó tạo độ rung, nó rất là nguy cơ cao cho cái bể xây. Nếu như các bạn đặt nước để được nước trực tiếp trong bể xây, nó có nguy cơ hỏng, nứt vỡ rất là cao. Khách hàng đã thay đổi, tức là không chứa nước trực tiếp vào bể xây này nữa, mà làm một chiếc bể inox vào để cho nó an toàn và vệ sinh thực phẩm. Ok các bạn, bể nước ngầm inox 34, các bạn nhìn thấy cái nguyên tấm hàn ở thanh bể này này. Thì cái này có khối lượng là 3,5 khối, thì có giá bán cho các bạn là cứ tính theo cân ấy. Giá tại thời điểm hiện tại là 125.000 một kg. Như chúng tôi vừa mới cân hạ xuống cân để các bạn thấy cân tại công trình là đối với cái bể này là 131 cân. Các bạn nhân với 125.000 là ra tiền hàng. Đấy, chúng tôi chở đến và hỗ trợ khách hàng là hạ xuống cái bể xây như này. Đây, anh Trung ơi, anh Trung, cái này nhá. Đây là đường nước hút lên này, là phi 26, nó là phi 32 hút lên đây. Còn đường vào thì anh là một trong hai đường này. Một lỗ là thông hơi, một lỗ vào. Đấy, trong bể này của anh là tất cả là inox 34 hết 100%, cả các thanh đằng này này. Bây giờ chiều tối có nước sạch, anh bơm đầy nước vào cho em. Bơm đầy tận căng tận mềm miệng ấy luôn. Sau đó là sau khi đầy ok rồi thì anh mới nhồi cát khô này thôi nhá. Xi măng cát cho in xi vào. Không cần nước, không cần nước. Đó hết vào. Để chiếc trên anh đậy lắp đổ đậy tấm đan làm nền bình thường. Được chưa? Đấy. Chiều nay anh bơm nước vào đầy luôn cho em. Chiều nay bơm luôn. Đấy. Đây là có cái anh em mình nói như này. Tối nay anh bơm nước thì nếu mà trong 1-2 hôm nó cho 3 ngày đi nó mà không thể thì anh gửi em tiền. Ok rồi, đây ra này qua đây xem thấy sáng không, sao anh phải ở đây sáng đấy. Các bạn nhìn thấy bên trong bể nó toàn bộ cả sáu cạnh được kết cấu bằng cách thanh đằng chống chéo, tăng cứng chịu lực cho bể. Và cái bể này các bạn nhìn thấy là tất cả các thanh đằng này được làm bằng u, chính là cái inox này cắt ra dập thành u, tạo ra thanh khung xương rằng cả 6 mặt bể luôn, nên cho bể chúng ta kết cấu rất là vững chắc. Cái này kể cả để nổi hay để chìm là chúng ta cứ bơm đầy căng luôn. Khi bơm đầy cái này là nó 3 tấn rưỡi, nếu như bể yếu, nó phồng. Nó phồng mà bể yếu quá nó còn vỡ mối hàn nữa. Đấy, nên cái bể này kết cấu rất là chắc. Anh cứ bơm nước đầy cho em để thử
ok, nó phải nói như phải bơm đầy chứ, nó phải chất lượng, nó phải xe nó có thể lao đấy và xử lý chứ, nó phải chất lượng như thế. Đúng rồi. Chứ nhiều nơi mà chất lượng kém họ bắt anh bơm nước đâu chèn đến đấy, đến lúc đấy nó mà vỡ kể cả nó thùng cũng chịu chết, chả biết được, chèn rồi mà. Mà sau này cái này nó là ngậm ngầm dưới trần dưới nền nhà nhà mình, khi chèn ngay thì thủng không biết được, còn khi ngay ban đầu mình thử ngay thì yên tâm vĩnh viễn luôn. Cái bể này nó là inox 34 xịn thủng vĩnh viễn luôn. À đây này, cái bể dày một ly anh nhìn này, đấy, một ly nó cộp nó nhìn nó trước thì lặng chắc. Anh đi lên thoải mái, cái này đi lên thoải mái, đi lên thoải mái, dày một ly mà trong này tất cả xi răng này tiền đi thoải mái. Nó vừa phùng này, nó là inox thì tránh làm sao được, kệ nó vô tư. Vâng, ok. Đối với bể nước ngầm inox thì là đây là chiếc bể của công ty Tân Úc, đấy, sản phẩm được làm bằng inox 34 nhập khẩu Costco Thái Lan, sản phẩm được cấp và giao hàng cho các bạn miễn phí trong nội thành Hà Nội. Đối với các tỉnh ở xa thì phải tính tiếp phí vận chuyển. Ok, sản phẩm được giao hàng và bảo hành kỹ thuật là 10 năm từ ngày giao hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong rằng khi các bạn sử dụng bể nước ngầm inox thì các bạn hãy liên hệ với Yến Sơn Hà. Yến Sơn Hà sẽ tư vấn và báo giá, tính giá, ước tính cái lượng tiền trên trọng lượng cụ thể cho các bạn. Ok. Vâng, các bạn thấy là cái bể nước này khách hàng đã bơm đầy căng nước rồi để thử nước. Đấy, chiếc bể đã được hạ xuống cái bể xây như này. Đấy, các khe hở là chưa được chèn cát nhé các bạn. Chưa được chèn vẫn để hở các khe hở này. Thì Yến Sơn Hà có tư vấn cho khách hàng là khi hạ xuống bể xuống, khi hạ bể xuống thì chúng ta bơm nước vào đầy bể luôn. Đấy, bể này đã được bơm nước đầy này. Đấy các bạn này. Đấy, đầy tận miệng lắp luôn. Cái bể này của nó chiều dài báo lại chiều dài của nó là 1m8, chiều dài 1m8, chiều rộng là 1m2 và chiều cao 1m53. Thì cái này cái dung tích thật của nó là dung tích thực là 3,5 khối lít. Đấy, đối với bể 3,500 lít bể inox 34 này thì khi các bạn bơm nước vào đầy căng bể đến tận miệng này là trong bể nó đang chịu tải trọng là 3,5 tấn. Đối với cái bể mà inox vuông như này, nếu như mà kết cấu không vững chắc, không đảm bảo chất lượng thì nó khi bơm căng nước này nó sẽ bị phồng ra, và khi các bạn hút nước lên tét ấy, hút lên tét sử dụng khi trong bể bị vơi nó lại bị co vào đấy, nó bị co vào và như thế nó nhiều liên tục như thế rồi nó sẽ bị biến dạng cái bể nặng hơn nữa, nó sẽ bị co móp, vỡ mối hàn kết cấu của cái bể, làm cho bể bị co móp như kiểu cái bóng bay xịt ý các bạn. Nó sẽ làm gây ra hỏng bể ngầm của các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là cái chiếc bể ngầm mà Sơn Hà làm rất là chất lượng để cung cấp cho khách hàng này. Bể 100% bằng inox 34 nhập khẩu Costco của Thái Lan. Đấy, sản phẩm cái này, đối với cái này là 3,5 khối, khách hàng đặt làm inox 1 ly, độ dày 1 ly thì trọng lượng cân khi giao hàng của nó là 131 cân. Đối với những cái bể này thì khách hàng có thể đặt dày 0,8, 1 ly, 1 ly 2, 1 ly rưỡi tùy các bạn. Đấy, do là tính trọng lượng để bán hàng theo trọng lượng kích thước cân ấy. Nên các bạn đặt càng dày thì giá trị bể nó càng cao. Tức là cái giá thành thanh toán nó càng cao, càng dày nó nặng lên, tính theo cân nặng ạ. Còn các bạn đặt bể ngầm vuông này thì các bạn lên tính theo cân nặng. Nhiều đơn vị là họ cứ tính theo mét khối nhân tiền ấy. Ví dụ 7 triệu một khối hay là 8 triệu một khối thì các bạn, ví dụ các bạn muốn đặt dày 1 ly họ làm 0,8 hoặc 0,9 thì các bạn không thể biết được. Đấy, để đảm bảo chất lượng đúng tiêu chuẩn, đúng cái chất lượng mà các bạn đặt hàng, các bạn nên đặt hàng theo tính giá, theo trọng lượng, theo kg là chuẩn nhất. Ok, bể đầy căng luôn. Quá sức luôn. Ok. Vâng các bạn, sau khi bể đã được thử ổn định, ngon lành rồi thì các bạn trộn xi măng cát khô chèn vào các khe hở của giữa bể xây và bể inox. Đấy, tỷ lệ xi măng các bạn trộn xi măng cát khô không cho nước nhá. Tỷ lệ xi măng cát mác thấp thôi, tỷ lệ 1 xi 7 cát.
Đấy, chúng ta nhồi vào các khe khe của bể, khe hở này. Đấy, các bạn thấy bể inox đã được thử xong, ok hết rồi. Thì về khách hàng chèn xi măng cát. Anh trộn thế này là hơi bị nhiều xi, tốt xi đấy. Thế á? Đúng không? Nghe vẻ nhiều xi. Hai xe rùa kìa. Xong là hai xô xi. Hai xô xi, hai xe rùa. Thế thì là nhiều thêm cát vào. Cũng được, anh cứ chèn đi, chả sao. Càng tốt thì càng tốt thôi. Đây các bạn thấy là bể sau khi khách hàng đặt bể xuống bơm nước đầy lên, bơm nước đầy đầy tận miệng bể luôn để thử nước và ổn định bể, sau đó mới tiến hành chèn chèn xi măng cát. Đấy, các khe hở này, các khe hở này chúng ta nhồi xi măng cát khô vào. Còn phía trên mặt này này là đậy tấm đan, em đậy tấm đan và láng lên bình thường. Đấy, anh cứ nhồi hết xuống. Nhồi hết xuống trên rồi. Quá đẹp. Quá đẹp mà. Quá. Đấy các bạn, trộn tỷ lệ trộn xi măng cát khô tỷ lệ 1:7, mắc thấp thôi, chèn vào các khe hở giữa bể xây và bể inox. Có ôi rồi, led lắm, thật nét lắm, nhưng nó chia ô mấy hình ghê đó. Yeah. Vâng, xin chào các bạn. Đấy, các bạn thấy là Yến Sơn Hà chia sẻ các bạn từ khi giao hàng chiếc bể nước inox này đến từ khi cân lên thành trọng lượng để tính ra giá thành, cũng như là quá trình hạ bể và tiếp theo là quá trình khách hàng đã bơm nước vào đầy cái tách nước để thử nước, và cuối cùng là chúng ta chèn, khách hàng chèn xi măng cát khô vào các khe hở giữa bể inox và bể xây. Ok, đối với cái bể inox này thì khách hàng đang đầu tiên là khách hàng định chứa nước sạch trực tiếp vào bể xây này, cũng làm rất là cẩn thận, ốp cả gạch men để chứa nước. Nhưng mà sau khách hàng đã thay đổi là làm một cái bể inox vào cái bể xây như này để cho nó an toàn. Thứ nhất là ở đây có cái đặc thù là nó gần đường giao thông, gần đường lớn, tốc độ xe chạy rất là nhiều, nên là nó quá trình xe chạy nó rung, nó rất là ảnh hưởng đến cái bể ngầm của chúng ta. Đặc biệt đối với những nhà ai mà mặt đường thì các bạn nên làm ngay ban đầu cái bể ngầm inox này vào để sau để nó an toàn và yên tâm các bạn sử dụng. Rất là nhiều gia đình sử dụng không làm bể ngầm inox mà chứa nước trực tiếp vào bể xây, sau một thời gian nó bị nứt, nó bị vỡ, bể thấm nước, lúc đấy phải sửa chữa, phải cậy cả nền lên, rất là tốn kém và mất thời gian. Ok, thế thì ngay từ ban đầu khi các bạn bắt đầu làm móng xây nhà thì các bạn lên đưa phương án cái bể nước inox ngầm vào để sử dụng, để nó các bạn yên tâm và nó sạch, an toàn. Ok, thì cái bể ngầm này chúng ta có, như các bạn thấy là cái bể này có kích thước chiều dài là 1m8, chiều rộng 1m2 và chiều cao là 1m53. Thì sau thì cái bể này khách hàng làm inox dày 1 ly, và cái bể này có khối lượng theo kích thước đấy là khối lượng là 3,5 khối lượng khách hàng làm dày 1 ly, và có trọng lượng riêng của cái bể inox này là
tính giá tiền là 131 cân. Còn giá tiền thì cái bể inox thì các bạn thấy là từ đầu năm 2022 đến nay thì giá thành vật tư sắt thép như là inox, tất cả các ngành hàng khác nó biến động thay đổi rất là nhiều, nay khác mai khác rồi, nên là đối với thời điểm hiện tại thì là giá đang là 125.000 một cân. Còn khi các bạn có nhu cầu thực tế tại cái thời điểm các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ với Yến Sơn Hà, cứ liên hệ với tôi sẽ tính toán và báo giá theo kích thước của nhà các bạn, theo cái giá tại thời điểm các bạn có nhu cầu. Cái giá cái bể này là bể inox 304 nhập khẩu Posco Thái Lan. Độ dày thì là độ dày bất kỳ nhá. Cái độ dày đối với cái bể này là độ dày là 1 ly thì các bạn cũng có thể làm inox dày 0,8, inox dày 1 ly, inox dày ly 2, dày ly rưỡi hoặc là 2 ly, tùy nhu cầu các bạn sử dụng. Tuy nhiên khi các bạn liên hệ với Yến Sơn Hà, Yến Sơn Hà sẽ tư vấn cho các bạn là đối với cái bể kích thước các bạn yêu cầu làm thì làm như thế nào cho nó phù hợp. Đấy, không nhất thiết mà chúng ta nếu đối với những cái bể bé mà chúng ta làm mà cũng không nhất thiết cần phải nó dày quá, nó cũng phí đi. Tất nhiên là dày thì tốt hơn nhưng mà không cần thiết thế. Còn nếu mà đối với bể to mà làm mỏng quá thì nó lại không đảm bảo kết cấu, không an toàn, không tốt. Đấy thì đối với từng cái bể thì tôi sẽ tư vấn cho các bạn là sử dụng cái inox độ dày bao nhiêu cho nó phù hợp và đảm bảo chất lượng. Ok, thì cái bể này hôm qua khách hàng hạ xuống và đã bơm. Các bạn thấy là khách hàng đã bơm đầy lên tận miệng bể luôn. Để thứ nhất là ổn định bể, thứ hai là thử nước. Các bạn lên bơm vào, sau khi hạ bể xuống các bạn lên bơm nước vào đầy trước khi chèn cát này, trước khi chèn cát này, để chúng ta thử xem là bể nó có đảm bảo kết cấu vững chắc và các mối hàn nó có ok không. Khi ok tất cả rồi chúng ta mới chèn xi măng cát khô như này. Khi chúng ta chèn là các bạn nhớ là chèn xi măng cát là cát đen, cát mềm và có trộn xi măng thì là ít xi thôi, một xi 7 cát thì các bạn chèn xi măng cát khô vào tất cả các khe hở giữa bể inox và bể dây như này. Đấy, cho nó bảo là chất lượng các bạn. Vâng, tôi là Yến Sơn Hà cung cấp cho các bạn các loại bể nước ngầm, bể ngầm inox và bể ngầm nhựa. Đấy, đối với Sơn Hà thì tôi là Yến Sơn Hà thì cung cấp phân phối các sản phẩm chính hãng của Sơn Hà. Tuy nhiên Sơn Hà hiện tại là đối với cái bể nước ngầm này, bể inox vuông là Sơn Hà chưa có làm. Đấy, chưa có, Sơn Hà không có bể nước vuông inox này. Đây là công ty Tân Úc, công ty riêng của Yến Sơn Hà cung cấp cho các bạn. Đấy, còn đảm bảo cam kết với các bạn là sản phẩm được giao hàng và bảo hành kỹ thuật được cho các bạn là 10 năm. Bảo hành 10 năm, giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội. Còn đối với các tỉnh thì các bạn liên hệ Yến Sơn Hà sẽ báo giá, và nếu đối với các tỉnh thì các bạn thêm cái chi phí vận chuyển, thêm cái chi phí vận chuyển nữa. Còn đối với Hà Nội là miễn phí vận chuyển. Đấy, sản phẩm được làm 100% từ tất cả các mặt của inox của bể, từ các xương rằng bên trong bể và kể cả lắp bể đều là bằng inox 304, inox Posco của Thái Lan, đảm bảo cho chất lượng rất là cao. Vâng, ok, hôm nay Sơn Hà chia sẻ các bạn là bể nước ngầm inox. Mong rằng các bạn có nhu cầu, các bạn tiếp tục gọi Yến Sơn Hà theo số điện thoại 096 341 0990. Bye bye các bạn.